Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ đối đầu vị tướng, đó chính là vị tướng Tara tại đường Tào Hàn Xê Sơ nhé anh em ơi. Đấy, nói chung là nghe bảo thì kèo Tara này với Gian khá là khó. Nhưng mà đối với mình thấy thì kèo này nó rất là dễ nhá. Không phải dễ luôn, nó gọi là kèo ngang á. Nhưng mà nó sẽ khó nếu mà anh em đầu game anh em không ép Tara trước khi nó lên cấp 4 nhá. Thì anh em sẽ bị nó dẫn bài đó. Bởi vì khi nó lên cấp 4 rồi á, nó có chiêu hồi máu nó rất là khỏe luôn. Nên là anh em tuyệt đối đầu game mạnh hơn nó đấy, nên là cố gắng ép lính, ăn lính trước nó và di chuyển, thì lúc anh em có lợi thế, anh em sẽ hơn vàng nó ha, thì sẽ dễ đánh hơn. Rồi, ok, như anh em đã thấy thì đầu game tôi bổ nó mấy cái thôi á, là tôi thấy là nó cấu khá là nhiều máu, anh em thấy không, sát thương chí mạng nó nổ liên tục đấy. Trời ơi, đam rất là bự luôn ha. Bởi vì trận này á, tôi cầm phù hiệu, đó chính là phù hiệu ma chú và bà ngọc sát thương chí mạng nha. Đấy, nên là việc rỉa Tara đầu game rất là đau luôn anh em ơi. Anh em cố gắng rỉa Tara nhiều nhất có thể để anh em ăn lính trước nha. Đấy, như pha này Tara yếu máu hơn rồi, nên Tara không thể nào mà lên đánh lính trực tiếp mình được đâu. Nên mình sẽ tranh thủ cơ hội này, mình chặn lính trước này, xong rồi mình sẽ di chuyển nha anh em ơi. Đó, pha này mình chặn ba con này. Rồi, ok, rồi bắt đầu di chuyển lên đường mid nha. Đấy, mình cảm thấy rừng tên bạn cũng đang ở đây này. Đó, nên là bây giờ đi sẽ di chuyển lên mid, xong rồi xem có hút được cái gì không. Rồi, pha này khả năng rừng nó bay vào chỗ cuối của con nắc mình rồi. Rồi, xong, ăn không được thì lên bảng điểm số nhá. Lượng mạng này anh em thấy không? Tôi mang phù hiệu ma chú, đầu game đam combo rất là đau luôn. Thậm chí tôi còn chưa cả dùng cả cái chiêu cuối với cả chưa dùng cái chiêu 2 lần cuối cùng nữa mà nó cũng chết rồi. Nên là anh em phải hiểu, đầu game cứ bay vào combo thẳng mặt nó cho tôi. Blue nó ra kìa anh em ơi. Khả năng cao pha này team mình có cả Rui nữa thì sẽ lao vào bắt bùa của Karinak đấy. Đúng rồi, hay quá, team mình đánh vậy là hiểu ý rồi đó anh em ơi. Nói chung là gặp những cái trận đấu này mà ép được bùa dừng team bạn là team mình rất là có lợi thế luôn. Đấy, như những cái trận mà tôi đã bảo anh em rồi. Một khi mà dừng team bạn phế thì trận đó anh em chơi rất là dễ đúng không? Nên là cứ cố gắng, nếu có cơ hội thì cứ ép dừng team bạn nhiều vào nha. Còn không có thì thôi ha. Rồi, pha này thì khả năng nó vô ăn con tà rồi, nên là mình đứng đây mình đợi đấy. Bây giờ mình vừa bảo xong mà, nên là thấy sai mình là nó không ăn nữa rồi anh em ơi. Đấy, nói chung là mình phải kiểu mình không có ra đâu. Pha nó kiểu team bạn nó đông một gian tà thì tôi cũng chả ra đâu, bởi vì có một mình tôi sao tôi dám cân ba được. Nhưng mà kiểu mình đứng ở đó thì nó cũng bị áp lực anh em, nên là cứ ra trách đi ha. Rồi, mình đẩy lý xong rồi mình di chuyển tiếp. Kệ con ta ra đi anh em ạ, mình không đánh được nó đâu. Đó, nên là fan này mình cứ di chuyển lên đường trên thôi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, ổn đấy. Rồi xong, ăn bổ kìa, không biết AD chạy được không ta. AD chạy được rồi ha. Rồi, đấy, nói chung là đầu game cứ đánh như vậy thôi. Thì cuối game dần dần anh em sẽ có lợi thế ha. Đó, anh em cứ phải di chuyển nhiều vào, bởi vì đi với Tara anh em không thể nào mà ăn đường với nó được đâu. Rồi, pha này Kalinak chưa cuối này, từ đã đứng tách tách ra tí. Rồi bây giờ lướt về biến về nhá. Đó, nói chung hết máu rồi thì cũng ở lại cũng chẳng làm được gì đâu. Đi về luôn đi cho rồi. Rồi ha, tên bạn khả năng cao là pha này sẽ ra ăn tà thần xê sơ rồi anh em ạ. Nên là mình cũng qua check coi xem có cướp được không ha. Rất là cao là tên bạn sẽ ăn tà thần đấy, biết ngay kìa. Nhưng mà pha này mất rồi. Rồi ok, không sao anh em ơi. Nói chung là đợi đến thời gian tận phút 3 thế này thì bạn mới chịu ăn con tà thần thì mình cũng không có lỗ lắm đâu. Rồi xong, pha này nắc ẩu nắc chết rồi anh em ạ. Rồi, từ từ nhá, mọi người nãy từ nhá. Tên bạn nó tập trung hết ở đường ở giữa rồi kìa, cả AD cả SB luôn. Đấy, nhưng mà pha này con ta ra thì chém thường nó mấy cái rồi, anh em bỏ đi anh em ơi. Rồi nó bật chưa cuốn kìa. Từ từ nhá. Mình sẽ soạn cái đao nhá, đi với ta ra anh em nhớ nâng đao nhá. Đó, chắc chắn phải nâng đao nhá, anh em bắt buộc phải nâng đao nhá. Anh em không nâng đao là anh em sai lầm đấy, nên là cố gắng đi Tara bắt buộc phải nâng đao nha, cho dù xanh hay phế cũng phải nâng đao nha. Rồi, pha này thì dụ ông quái vào đây xong rồi tôi đánh thường cái nè, bổ cái. Rồi, ok, lượm nhé, đòi cướp hả? Nhưng mà tính ra cái pha đó hên là mình đổ chí mạng ấy anh em ạ, không đổ chí mạng là bị Tara cướp rồi. Trời ơi anh em thấy không? Cái bảng cao sức chí mạng của tôi nó gọi là nổ chí mạng liên tục luôn, nên là anh em thích thì anh em cứ chơi nha. Đấy, nói chung là anh em nhìn thế thôi chứ thực ra bảng này không yếu đâu. Nổ chí mạng nhiều đấy. Ôi pha này chắc di chuyển lại. Ui rồi. Nhưng mà không sao nhá, di chuyển lên tốc biến này. Rồi chạy em gì, úi rồi lượm luôn anh em, pha này chắc là tôi đổi mạng rồi nhưng mà hay quá, vẫn kịp ăn được hai mạng anh em ạ, nên là pha này đổi mạng lời, nhưng mà mỗi tội cái là cái trụ đường top của tôi mất tiêu rồi anh em ơi. Rồi ok, nói chung là mất một trụ nhưng mà đổi lại được hai mạng thì thôi cũng không sao anh em ạ. Trận đấu vẫn còn đó, mình vẫn còn gánh team được đúng không. Rồi pha này thì Rui vừa bị bắt rồi nên là mình di chuyển lên mid dần dần nha. Khả năng cao là team bạn sẽ đánh nhau khá là lớn ở trong cái pha này này. Rồi xong, pha này FB chết rồi nhưng không sao, để mình trả thù cho bạn này. Lướt hai lần chém này, giết luôn ta ra anh em. Bởi vì pha này mình có đao rồi là ta ra cũng không có thể chạy được đâu. Ui ta ra chạy thẳng qua đây thì chắc chắn là ta ra chết rồi anh em. Lượm này, ô kìa mình không ăn được mạng này à. Thôi sao anh em, lui thôi, team bạn bắt đầu qua cover nhau rồi. Lui tí nha. Rồi nha,
Từ từ nào bạn ơi, làm gì căng thế? Rồi, ok. Đấy, nói chung là lại di chuyển qua đây lại farm được hai mạng nữa là khá là lời cho mình nữa rồi. Nên bây giờ mình cứ cố gắng thôi. Mặc dù trận này team mình chết cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà mình đang là người gánh team nên mình sẽ đánh cẩn thận nhất có thể nhé anh em ơi. Cố gắng dẫn dắt trận đấu này để team mình có thể giành chiến thắng ha. Ok. Đó, còn bây giờ thì chắc qua con bùa xanh, à bùa xanh nó còn này, mình nghĩ khả năng cao nó đang nấp trong bụi nhỏ anh em ạ. À đấy đấy, nó kìa, vào đánh luôn mọi người. Đánh luôn này, rồi chém này. Ôi vãi trưởng thật. Phát này dừng nó đánh hack não vậy trời. Mình không nghĩ là nó dám lướt về con bùa xanh luôn anh em ạ. Ui, dừng nó pha này xử lý hơi hơi bị chất nhá anh em. Mình nghĩ thường thường là nó chưa cuối sẽ chạy lên hướng trên cơ, ai ngờ nó dám liều nó đi xuống bay xuống dưới anh em. Ui pha này dừng dừng bạn 10 điểm nhá. Ui mình cũng không thể ngờ được luôn á. Trời ơi, dừng bạn làm một pha hack não mình hay thật chứ. Rồi ôi. Rồi, ok. Pha này thì team mình sẽ lên rồi, xong, dừng bạn chết ở đó, nắc mình lên là chắc là dừng bạn xác định rồi. Rồi, biết ngay mà. Rồi, pha này thì đẩy nốt con quái nhỏ ngồi xuống ăn rồng với team đi. Đấy, trận này thì coi như dừng bạn phế rồi anh em ạ. Đầu game giờ bị team mình qua ép thế này sao mà chơi game nữa đây. Đấy, mặc dù trận hiện tại team mình rất là có lợi trong đầu game nhé, nhưng mà để về cuối game vẫn chưa biết được anh em ơi. Cuối game thì nhiều pha cái hên xui lắm. Mặc dù team mình rõ mạnh quá nhưng mà kiểu ẩu ẩu cái thôi là cũng thua ngược như như chơi à. Nên là thôi, mình cứ cố gắng đánh, cố gắng win được thì win nhá. Đó, còn không thì anh em cứ theo dõi mình tiếp ha. Rồi, bây giờ cố gắng đi farm thật nhiều để lên cấp 12 này anh em ơi. Con Gia này á, đi top cực kỳ mạnh. Nếu anh em mang phù hiệu ma chú nha. Đấy, còn ma tính chơi hên xui anh em, ma tính kiểu có trận được có trận không được à. Đó nên là anh em đi top anh em cứ mang phù hiệu ma chú như mình đi, mạnh cực. Còn đi rừng mới mang ma tính thôi. Đó, anh em thấy không? Đầu game giờ tôi cầm ma chú tôi gõ tem bạn. Trời ơi, bao đau luôn á. Thật sự là nếu mà tí nữa tôi đủ ba món đồ đam á là anh em nhìn tôi bắt AD thì bạn chắc là một nốt nhạc luôn quá. Rồi, bây giờ pha này nấp đây coi xem đợi hàng rừng nó có qua đép lính không nha, nấp xíu nha. Rồi thế ta ra thì thôi, đánh luôn anh em ơi. Rồi. Đá, cho em blue này, vô lượng luôn mọi người ơi. Ước gì có blue thì mình ăn được. Ui không ăn được rồi, nhưng mà hơi không sao anh em. Đó, nói chung là có ăn được có blue thì mình cũng mừng thêm. Rồi, nói chung làm gì làm phải liệu con xe đã ha. Rồi thì mình bắt đầu đánh nhau ở mid rồi, từ từ nhá mọi người ơi, có chừng chết đấy. Rồi xong chết Rui rồi anh em ơi. Nè bắt thằng này trước nè, nắc ơi, bắt thằng này nè, đúng rồi. Đây, còn lại mình dí thằng Elsu cho. Rồi ok luôn thôi anh em, không bắt nữa rồi. Đó, nói chung là một đội một rồi. Ê, thằng này tính bắt đây mình đúng không? Mình bắt đây tao đúng không? Rồi tốc biến chém thường này. Rồi, xong mày đòi bắt AD mình hả? Mình đang ở đây mà nó dám bắt AD mình là không được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển lên mình ổ năn bùa đỏ đây à. Ha, quên mất, mình vừa mới giết nó mình có bùa đỏ dưới chân mà mình cũng không để ý luôn chứ. Rồi, bây giờ thì chắc đẩy lính lên xong rồi cố gắng lấy cái trụ kia thôi anh em ạ. Trận này thì mình cứ từ từ thôi, đánh từ từ thôi ha. Đấy, hiện tại mình đang cấp 12 rồi. Đó, mình cứ đi top thì mình cứ có nhiệm vụ là mình cứ đẩy lính thật cao vào. Anh em nhớ đi top nha, nhìn lính hai cánh xong rồi đẩy lính cao lên cho team, chứ mà anh em mà cứ kiểu đánh cứ đù đù kiểu cứ đi theo team hoài ấy, anh em, nên là thành ra là nhiều lúc lính cao vãi cả trưởng ra nhưng mà anh em không chịu đẩy lên thì lúc đó team anh em rất là mất lợi thế ha, kiểu thành viên khác á nó phải xuống đép lính nữa, nên là thôi tốt nhất mình đi top á, mình cứ có nhiệm vụ mình đẩy lên trước cho team đi xong mình chuyển sau ha. Đó nên là nhớ điều tôi nói nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi kiếm một cái bụi nào lấp lấp đẹp đẹp coi, xong rồi mình sẽ đi dình thằng AD nó ha. À, thằng AD trong trong bụi này này anh em ơi, vừa mới thấy một viên xong rồi đòi cướp hả. Ui pha đó có cả Kixi trong trong bụi mà hên Kixi đó không qua combo mình anh em ạ. Chứ mà Kixi đó combo mình chắc khả năng mình cũng có thể mình tử vong rất là cao đó. Rồi ói rồi ôi, câu được cái hai cái chưa cuối nha. Rồi mọi người từ từ thôi, về ăn con tà thần sơ cho chắc nha mọi người, về ăn con tà thần đi. Đúng rồi, về ăn con tà thần đi. Đó đó, nói chung là anh em á nhớ ăn mục tiêu nha, tôi nhắc đi nhắc lại đó, đi đường rừng hay đi đường top tôi đều nhắc anh em là ăn mục tiêu đấy, tuyệt đối không được bỏ nhá, có mục tiêu rất là quan trọng. Nên là mặc dù có bùa rồi nên là cứ ăn ăn mục tiêu nhiều vào, đặc biệt là con tà thần á thì nó giúp anh em có thể trâu hơn và dễ lấy trụ hơn nha. Rồi pha này các bạn tính vào cướp này, nhưng mà bật chưa cuối này, pha này cấp 12 rồi, hay quá nắc ơi. Rồi mình sẽ bọc qua mình bắt thằng Kixi trước nhá, còn ta ra cho team mình xử lý đi. Đó anh em phải biết chọn mục tiêu và bắt ha. Rồi pha này dí luôn này, pha này nắc lên này, rồi ôi quá đẹp luôn. Rồi rồi lượm luôn ba mạng này, ui rồi nắc chấm dứt rồi pha này, ui pha này mình chết luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, lay hoay nãy giờ team tôi đã đẩy được một đội siêu cấp anh em ơi. Nãy nói chung là team bạn thủ cũng chắc phết đấy anh em ạ. Chắc cái kiểu này là phải đợi con tà thần Caesar phút 14 ra rồi nên là mới khả năng win được ha. Rồi, phát này thì mình ăn con bùa xanh của rừng luôn nhé, bởi vì rừng ăn bùa bên rừng team bạn rồi nên là mình lượm luôn ha. Anh em biết rồi.
con ra đi top mà có bùa thì nó sướng vãi cả trường luôn á, bởi vì anh em không cần biến về hồi mana nữa mà anh em còn có được thêm một chút hồi chiêu để được full 40% nữa anh em, quá đã luôn. Giờ phải đi chuyển xuống này, ui dồi ôi chết mất Rui rồi, nhưng pha này chắc là tôi sẽ đấy lại mạng của top cho bạn nhá. Mình có đao mà nên là top bạn đâu hồi máu đâu anh em thấy không. Này anh em đặc biệt mình nhớ đi với mấy con hồi máu nhiều á, nâng đao cho tôi đấy, trừ con Vedet thôi, Vedet thì anh em có thể thích thì nâng đao cũng được, không thì thôi đấy. Nhưng mà riêng với cái con sở cớt hay là cái con Tara này, ui rồi ôi thôi xong rồi, ăn nguyên viên đạn viễn trình kích vào đầu AD chết luôn, theo sau đó là SB mình cũng lên bảng điểm số luôn. Pha này thì khả năng cao là tem bạn sẽ qua ăn con tà hoàn xe sơ rồi anh em thấy không. Chỉ cần cuối game thôi á mà có một sai sót nhỏ là thôi á là mất mục tiêu, là dễ bị lật kèo lắm anh em ạ, nên là nhớ chú ý nhá. Yếu máu rồi thì về dùng tôi cái, đừng có cố quá ha. Cố quá hành ra là quá cố rồi anh em ơi. Pha này thì chắc chắn mất tà thần hay sơ rồi, để mình qua đây mình dìm nắp bụi coi xem có chú cuối nè. Rồi xong lui tí nha, này bắt Elsu nè, chém nè, rồi thôi lui em, đau quá, đau quá, nó làm phát trắng máu luôn rồi. Ôi rồi Elsu bắn phát đấy mày chừa đi, hay quá nắc ơi, nắc mình bắt được cả mid cả Elsu đi mạng luôn kìa, quá tuyệt vời luôn, trời ơi tem mình quá hay luôn nhá. Này thì nhờ chúng tôi này, quay tem mình 10 điểm này, phát này di chuyển lên để xem coi, thì bạn chết bất hai cái con gây đam chính rồi, nên là mình sẽ cố gắng để mình đi để lính cao lên để lấy được trụ nha. Hy vọng là đợt này lấy được siêu cấp nào nhỉ, nhưng mà mình sợ khó đấy anh em ơi, bởi vì tên bạn ăn được con tàn sơ á, nên là mình cũng không biết có đẩy được không nữa, mà thôi cứ cố gắng đẩy đi là được, mình cứ đẩy lính lên ha. Rồi ta ra làm gì đây, tầm này ta ra mà vào nhảy vào phát là mình bật chú cuối mình vả cho nó không chịu phát nào anh em, bởi vì mình có cái đao rồi là mình không có sợ ta ra đâu anh em ơi, nhưng mà chắc khả năng cao là tên mình không ăn được cái trụ siêu cấp vào rồi, nên là thôi ha. Nên là thôi, vậy giờ phải đợi con tà thần phút 14 ra thôi anh em ơi. Về đi nhá, đừng có cố quá, trời ơi, nó bắt cái là chết rồi. Mình cứ tranh thủ lấy máu trụ tí này. Lui mọi người ơi, con tà thần 14 ra rồi đấy. Rồi xong, đừng, rồi xong, chết luôn SB rồi anh em ơi. Trời ơi, tem ơi, bình tĩnh nào. Đấy, anh em thấy không, chỉ cần những cái pha cuối anh em ẩu này tí nữa mất con tà thần đấy. Rồi mình lượm được mạng của Tara này anh em, đó thành công lấy lại thế cho em nhá. Rồi bổ cái rồi lui cũng không được rồi, pha này mình tính tốc biến lên để mình bắt á, nhưng mà không được đấy. AD này giết luôn, bổ cái này rồi xong. Thôi lui tí anh em ạ, về tí nha, về tí đợi lính lên cái để đánh tiếp ha. Rồi bay vào bắt AD mình thì cũng lên bảng điểm số đây này, bổ cái này rồi xong, không quy được rồi, lui mọi người, lui. Trời ơi, khả năng cao. Ôi thôi xong rồi. Ông lắc làm cái gì đấy? Thôi ơi. Thôi. Ấu rồi. Pha này chắc chắn là tem bạn ra, tem bạn ăn tà hần đấy anh em. Nên là thôi không sao ha. Ui dồi ôi, tem bạn ăn tà hần luôn kìa. Đặt vòng đi Rui ơi, đặt vòng ra. Đặt vòng ra cho AD với cả FB mình lên. Rồi xong, ông Rui không đặt vòng rồi anh em ơi. Trời ơi, lại ông nội luôn đấy. Rồi, pha này khả năng cao không biết ra kỳ không ta, để mình cố gắng hình ra này. Lên mọi người. Cố lên. Đây mình vào liền đây. Rồi chơi cuối này, múa. Ui không ăn được rồi, nhưng mà không sao, mình ăn được mạng con này. Và này bắt Elsu anh em. Rồi lướt vào bụi đã, lấy dấu sai nhá. Rồi có hồi chiêu 2 được quay lại này. Đó. Nghe thấy không? Cái pha đó là tôi phải lướt vào bụi á. Để vì lướt bụi á, thằng Elsu nó không có lấy sai, nó mắn mình được, nên là mình đợi hồi chiêu 2 thì mình ra mình có nó chiêu, mình ra bắt Elsu cho dễ. Đấy anh em thấy không? Này thì an toàn của chúng tôi này. Rồi ok, nói chung là clip này cũng đây đến đây là win nha. Cả anh em đã coi clip nha, nên hãy xin like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều ha. Ok bye em, hẹn clip sau nhá.